Để đặt mua những chiếc tay cầm xịn sò nhất với giá thành tốt nhất, anh em đặt hàng ngay tại shoptaycam.com. Kingmansport.vn. Thế giới đồ thể thao Lam không chỉ đẹp mà còn giá tốt. Rồi, chúng ta sẽ đến với kèo đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay. Nơi mà ở đó chúng ta có lên tới 3.500 tỷ để build một đội hình mới. Và hiện tại thì bác chủ bác ấy cũng chưa rõ là muốn build một cái tiêu chí như thế nào. Chắc là tôi sẽ nhìn ngó qua ở đây xem có con hào nào đặc biệt. À, Pháp mà anh à? À, tôi thấy rồi. Tôi nhìn thấy em Khánh đã comment rồi. Em ấy bảo là build Pháp anh ơi. Có tiêu chí gì không em nhỉ? À, với Pháp thì để tôi xem có những con hàng nào tận dụng được nào. Ở đây thì thấy Thierry này. À, cũng nhiều ấy nha. Có Henry và có Cantona luôn rồi á. Ôi thế này thì nghe có vẻ mát đấy nhỉ anh em nhỉ, mát đấy. Ở dưới này thì còn có thêm cả Umtiti. Có cả là Todibo. Ôi tính ra đội hình này nhiều Pháp phết nhỉ anh em nhỉ. Có vẻ khá dày rồi nhá, Pháp này cũng khá dày rồi đấy. Đây này, nếu như anh em check thì có thể check Pháp ở đây nhá, danh sách này. Henry, Cantona, Digne, Umtiti và Todibo. Ok, chốt nhá. Có nghĩa là chúng ta sẽ tận dụng được đâu đó 5 con hàng. Thế bắt đầu lên đồ luôn anh em nhở. 3.500 tỷ. Rồi ok, vụt lại con hàng của tuyển Pháp. Tốc độ nhất tầm tiền cho em ra nhá. 3.500 tỷ, hàng công thì cũng phải ra gì một tí. Mbappe à? Ôi Mbappe này rẻ đấy nhở. Khả năng có phó chủ tịch đấy. Phó chủ tịch sắp ra này ảo thế nhở. Sao lại có 800 nhở. Có vẻ là em thích tốc độ. ZW là bay. Ok, có ngay cho em Giai mà tốc độ là anh lo được nha. Đây, cho em Giai một con hàng Antoine Griezmann của mùa FS8 6 lít. Cộng 8 ưu tiên là rõ. Nhưng Mbappe mùa này đéo mua được nhờ anh em nhờ. Mbappe mùa này vào để chạy như chó chạy ngoài đồng luôn đấy. Tôi cứ đặt 800 với Mbappe nhá. Rồi, vụt. Rồi, ok, chúng ta ốp lại ở hàng tiền vệ nào. Tiền vệ thì chắc là không cần phải tốc độ quá cao đâu. Giá rổ bây giờ còn tầm hơn 1.000 tỷ. 8 à. Về trung vệ ốp một con trước đi nhờ anh em nhờ. The Zaini. Khả năng cao trung vệ mình cũng chỉ nhẹ nhẹ thôi nhở. Tôi lấy mẹ con Varane mùa to đi nhá. Vì cộng 8 này tôi nghĩ là anh em mình sẽ cũng đủ lực ấy. Cũng dư tiền này. Làm con Varane DC cũng được. Varane DC nó cũng hạ nhiệt rồi. Hơn 200 nhá. Cũng đang chúc giá đang đi xuống rồi này. 209 nhá. Lấy Varane đá cặp cùng với Todibo. Cặp trung vệ cộng 5 luôn nhá. Thế nào xung trung vệ là tôi xong rồi đấy. Bây giờ tôi kiếm hai con hàng tiền vệ nữa là đẹp. Tiền vệ cộng 8 à. Patrick Vieira. Ôi Perti. Perti mùa này giá cũng hơi ảo. 117 mà giá này là hơi ảo tí nha. Làm cộng 5 mẹ đi nhở. Cộng này khó quá nhở. Cộng 5 cho nó dễ tí không. Nếu như mà đôi trụ là con Tchouameni này cũng vẻ ổn đấy nhở. Tchouameni mùa mới tôi cũng chưa đá bao giờ. Nếu mà đôi trụ thì đang định ngắm đến hai con này, Tchouameni với Patrick Vieira. Vieira mùa Icon. Zidane thì mình đang đá sơ đồ này thì lại không có cái lựa chọn của Zidane được đá hai trụ thôi. Zidane á, chơi Zidane cộng 8 đá giữa. Zidane cap này rẻ nhờ. Con Zidane cap này chạy nhanh khủng khiếp luôn đấy. Con này mà đá CM cũng ok mà anh em. Là mẹ con Tchouameni này anh em đi. Con này tôi ít đá, tôi đang thấy con Tchouameni này anh em cũng chiến quá anh em ạ. Làm quả Tchouameni đá giữa đây. 5 nít. Vụt. Thôi tôi nghĩ Tchouameni này thà mua mẹ con Vieira còn hơn. Mua mẹ Vieira DC còn hơn. Patrick chỉ xuẩn đẹp luôn, phổi viếc đầy đủ, đá giữa sân càn quét nghe vẻ mê hơn mà lại rẻ hơn. 300, giá này êm quá rồi. Sau đó còn tiền thì anh em úp mẹ con Zidane 8 là đẹp. Nó là led này nẹt luôn đấy. Này, có 1.200. Còn dư đâu anh em mình úp vào hàng thủ. Úp luôn 1.200 tỷ. Thử cân lại quả lương hệ thống này em nào. Cân lương thử đội hình này em nào. Có Henry ở đây này. Henry MC8 này. Cantona này. Chúc bác sờ chim vui vẻ. Ok, sờ chim vui vẻ luôn mà. Antoine Griezmann này. Rồi, ok. Đẹp nhờ, bộ tứ hàng công này nghe nét nét nẹt nhờ. Đang tính đến con Zidane vào đây quẩy giữa. Làm bóng cho nó mát. Con này thì hổ báo rồi. Ở tuyến dưới thì anh em sợ có là Varane này. Cặp trung vệ cộng 5 thôi nhá. Trung vệ cũng đéo cần phải kỹ thuật. Todibo đúng không? Ok, xong. Bên này có thằng Đích Lê à? Chả nhẽ ốp mẹ luôn bên này là một con nào đó nhở. Đích Lê 8 rồi này. Umtiti đây à? Umtiti ở đây thì hơi ấy quá nhở. Con cánh phải này tôi nghĩ là một con khác đi nhở. Tốc độ nhanh nhanh một tí đi.
Chọn chân phải càng tốt nhá. Hoàng đích nê rồi. Pava này. Pava đẹp luôn nhá. Pava lưng 17. Chạy nét này nét luôn. Mà giá nó cũng rẻ. Thế con Pava này luôn đi anh em ạ. Thôi con này ăn pin vụt luôn đi. Pava 21. Bây giờ còn một thủ môn lương là 18 đúng không? Vẫn đủ nhờ, tính ra đội hình này vẫn vừa khít lương đấy nhá. Aureola. Thằng này chỉ cần lương 16 thôi. Tầm này mua Aureola đẹp nhất rồi. Nếu Aureola mùa MC và BTB, MC lại được rồi. Lương 16 à, vẫn dư 2 lương à. Hơi xấu nhở. Đây, còn lại 36 tỷ là về. Aureola. Ơi à, Aureola là được rồi anh ạ. Mùa MC và BTB tùy anh em thích nhá. Con MC tôi bắt thì rất là ổn. Dư mất mẹ 2 lương à, tôi sợ FAP này đéo về được này anh em này. Khả năng cao FAP chưa trôi đâu. Khó luốt nhở. Mẹ là té này đắt thế. 700 cơ. Thế thôi nhở, con này như này giữ hai lương kệ mẹ đi nhỉ. Tôi muốn lương 18 cho nó khít hẳn thôi, nhưng mà chắc là chả cần thiết lắm đâu. Thế này là cũng được rồi. Cần đéo thì phải vừa lít lương nhở. Thế là vừa khít lương anh em lương làm con thủ môn lương 18 cũng được. Nhiều thủ môn 18 như thằng này à. GK đúng lương 18 nhá, không chệch một tí nào. Lorit. Ui Lorit đắt thế. Ví dụ anh em thích khít thìn khít thì lấy con này ạ. Đó. Thì Hugo Lorit này là vừa khít cái lỗ luôn. Là khít lương, còn đâu tôi nghĩ là cũng chả muốn thay đổi cái gì cái đội hình này cả. Nó đang rất là perfect và rất là hoàn hảo. Thằng Lorit này giới hạn thế sao nhở? Sao giá cao vậy? Đấy anh em thích lương đẹp thì anh em mua con này. Lorit 7 mua được không? Ờ cũng mua được à. Thế thôi anh em ơi, con pháp này có lẽ là đẹp nhất server rồi. Kịch bản đẹp nhất là 250 thì như này đi. Được chưa anh em? Còn không thì tôi thấy như thế là đẹp rồi, chả cần thiết lắm đâu nhá. MEB khó nhất là săn của Mbappe này, mong là bác chủ săn được nha. 3 days later. Rồi, sau vài ngày trở lại với những gì mà tôi đã phá cùng với một đội hình của tuyển Pháp ưu ái những con hàng cộng 8, thì ngày hôm nay mọi thứ đã về vô cùng đầy đủ rồi. Bộ tứ nguyên tử anh em có thể nhìn thấy rất bay với Thierry Henry MC8, Cantona của mùa Cap, Ginora với mùa Legendary. Không hiểu sao bác chủ mua được con hàng này. Con hàng này hình như mua thì phải bù thì phải. Nên là đây cũng là một lựa chọn rất đặc biệt. Chỉ số tổng lên tới 132. Và cánh còn lại chúng ta sẽ có Antoine Griezmann của mùa EBS. Chỉ số cao ấy nhở, 132 luôn cả. Sợ thật. Zidane của mùa Cap 8 sẽ là nhạc trưởng ở đội hình này và hỗ trợ ngay phía sau để có thể bảo kê cho Zidane thanh thoát nhất hàng tiền vệ. Chúng ta có Patrick Vieira của mùa DC. Bộ tứ hàng thủ sẽ là Saliba LL cộng 8, bên cạnh là Varane của mùa DC. Bên trái có Digne và bên phải là Pava. Vị trí gác đền là thủ thành Hugo Lloris. Nói chung thì cơ bản đội hình cũng rất là đẹp anh em ạ. Ở dưới này thì còn rất là nhiều những lựa chọn của Pháp này. Mbappe, Benzema, Pires, Rabiot, Popa, Umtiti và Toribio đều là những lựa chọn hay anh em ạ. Ở dưới này bác chủ có một đội hình của Barca nữa rồi thì chắc là tôi cũng không đụng chạm nhiều nhá. Rồi, có lẽ là như vậy thôi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với những bước chạy đầu tiên của Pháp 8 này với nhạc trưởng Zidane Cap và bộ đôi chạy cánh chỉ số rất cao 132. Rồi, đá thay anh em ơi. Chúng ta sẽ đến với những sự trải nghiệm đầu tiên của siêu đội hình Pháp cộng 8 này. Đội hình Pháp mê thật đấy. Vụt luôn vào đầu. Vụt luôn vào đầu nó. MEB là như thế đấy. Sút điên nhở. Ok, cảm ơn em trai nhá. Ôi, Cantona này điên vậy. Điên vậy. Ôi, Cantona này vụt điên nhở. Lắp cho anh em mỗi người một comment thử em nào. Mỗi người một like video xem nào. Còn mẹ thằng Pirlo này. Zidane. Zidane. Vụt luôn Zidane ơi. Chưa mạnh nha. 55%. Anh em theo tôi trận này là bú đẹp rồi. Cứ là chết rồi đấy. Mẹ mày Việt vị mới đen chứ. Mực nhờ. Mày đều đẹp với ai? Mày đều và đẹp với ai? Mày đều và đẹp với ai? King Eric đá nhanh thật anh em ạ. Thằng này bước tốc dã man nhá. Mẹ thằng kia xa ghẻ này. Mày. Mày. Cái bóng đá này rùa chó nhở. Cay thật đấy. Thôi bạn ấy cay đéo nút trôi được anh em ạ. Ơi rồi 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 rồi, vẫn trong cái tầm kiểm soát nha.
Em đặt niềm tin trận này đấy. Anh ơi, ok ok ok, anh vẫn lo được nhá. Tạt quả đẹp quá nhở, Zidane. Cái đầu của Zidane. Gần như là không thể ngăn cản được pha bóng này. Antoine Griezmann kìa. Thế BTB đây anh em. Thực ra không chênh nhau nhiều lắm đâu. Tối ưu giá thì lấy cát mà được rồi. Còn mẹ cái thằng này đá đỏ chó nhở. Nó ăn những cái bàn cứ rù rùa thế nào vậy. Nhẹ quá. Tưởng ăn mà lại thua chứ, đau thế nhở. Không thua được. Ok, hòa tiền. Chấp hai hòa tiền. Ôi đồ béo, Xeo Icon BTB thứ 8 này. Hỏng rồi, biết chơi rồi. Em gì gôn qua đấy còn không được thằng xì chó này. Điên cái đầu đấy. Xì đóng ly gần đây đi 8 luôn này, BTB này. Còn mẹ thằng này, đội mày khỏe vậy. Tôi vẫn lo được trận này cho anh em mà. Tôi vẫn lo được sao thằng Ốt này đội hình nó đều thế nhở. Cavazan 8 thứ đội hình thích điểm yếu à. Mày khỏe với bố mày. Gôn bao giờ không nhục nhờ. Rồi Zidane. Ok Zidane. Mày vẫn sút thịt được thằng chó làm sao làm gì vậy. Vẫn gỡ được đấy. Ok Antoine Griezmann. Ok. Tôi vẫn gỡ được trận này mà anh em. Hiệp 2 là hiệp của tôi. Em thắp hương rồi không sao đâu anh. Thằng này nó có cái gì đâu. Ok chưa. Ok chưa. Tôi nhìn ra cái điểm yếu của nó rồi. Mày đỡ đi. Hiệp 1 tôi nhường cho bạn thôi. Và hiệp 2 là hiệp quái lấp. Ốp chưa. Ôi à. Em xoạc luôn. Ủa xoạc hay nhờ. Cò mày. Mày. Ok chưa. Vào đây. Vào đây. Ôi à. Bú đậm luôn đấy. Ok. Đóng hòm trận này đi. Đóng hòm trận này thôi. Đóng cái hòm trận đấu này. Đối đội hình tuy mạnh nhưng mà thua thì cũng đậm mà thôi. À toàn Griezmann tưới rồi, tao hơi im hơi lặng tiếng đấy. Tạt quả vào đầu này. King Eric. Cái thằng thủ môn này sao nó ngu đấy nhở. Trời ơi, thằng này nó quan tập đào tạo gì không đấy. Vụt. Ủa nhanh thế nhở, Henry chạy nhanh ấy nhở. Sang bên này. Cái tình huống kia mày còn không bắt được thì cái tình huống đối mặt như thế này mày bắt làm sao hả thằng thủ môn kia. Hay quá nhở. Rồi vụt nào. Thằng thủ môn này cho vào cho nó có mà thôi anh em ạ. Cho nó có luôn mà. Bắt thế đéo là được. Mệt hết cả người. Mề nhờ. Quả phối hợp mề thật. Tạt cánh vô lề. Hay quá nhờ Henry. Thôi cứ là xong rồi. Khổ nhờ. Chó đi mốt này. Đây là một trong những trận đấu mà chó đi mốt đáng quên nhất sự nghiệp của mình. Bàn đầu đến sớm quá nhở. Ui. Regulon này. Em bị hơi cóng rồi đấy. Em bị hơi cóng rồi. Trời ơi cái gì đây. Rồi Henry.
Đau đớn thế nhở? Thế được nhở? Sao em bị đá anh đen vậy? Sút giữa, anh sút giữa đây, bây giờ anh sút giữa. Nghe được luôn à? Khó đoán đấy. Một trận đấu khó đoán đấy. Nhanh thế nhỉ Henry. Thoát quả bóng thế này thì đỡ làm sao đây. Thế thế hai ghê. Antoine Griezmann. Vãi cả đái, Patrick Vieira kìa. Đâm thẳng vào vòng cấm. Patrick. Khó lắm, thằng Lã Phong này khó bắt lắm. Rồi ok, Antoine Griezmann. Vụt luôn quả này này. Bây giờ mới vụt. Bây giờ nó mới vụt. Quả này mềm mại nhỉ anh em nhỉ, mềm mại nhỉ. Vây của bóng DD êm thật đấy. Gì cái gì mà gì? Tôi đâu có sút. Bình tĩnh đi xem nào. Chưa thua một cái kèo nào mà Patrick Vieira. Đâu rồi, đâu rồi. Hay quá nhờ. Thiên Đăng Rê. Thiên Đăng Rê. Tuyến 2 làm gì, tuyến 2 làm gì, làm đi. Mà Cantona sút quả được nhờ, chân trái luôn ạ. Tất cả những đường phản công phải thật sự nhanh để cho đối không có thể nào để thời gian để thở được nữa. À, quả đấy đen đấy nhở. Lên hết đây rồi. Đội hình tôi lên đây còn đông hơn của đội bạn luôn. Đội hình tôi lên đây đông hơn cả đội bạn. Sợ thật.